Rồi, xin chào tất cả em học sinh lớp 11 và quý phụ huynh. Như vậy thì trong các clip trước thì Tài đã quay xong cho em ở bài số 1 và chúng ta đã nắm được hai cái nội dung rất là lớn. Đó chính là thứ nhất, chúng ta đã xác định được góc của hai đường thẳng nào đúng nào. Và thứ hai đó chính là hai cái đường thẳng nó vuông góc. Hai đường thẳng vuông góc với nhau khi nào em? Khi góc tạo bởi của hai đường thẳng này là bằng bao nhiêu độ? Bằng 90 độ. Đó nào. Thì bạn nào chưa nắm được cái phần lý thuyết cũng như phần bài tập thì chúng ta vào kênh, vào danh sách phát để chúng ta xem nha. Trong clip hôm nay thầy sẽ quay tiếp cho em ở bài số 2. Đó chính là đường thẳng vuông góc với mặt phẳng. Được nào? Đường thẳng vuông góc với mặt phẳng. Như vậy thì ở đây chúng ta sẽ có cái phần câu hỏi khởi động này. Trong thực tế, người thợ xây dựng thường dùng dây dọi. Đây. Cái dây dọi là cái này này em này. Để xác định đường vuông góc với nền nhà. Thế nào là đường vuông góc với mặt phẳng? Thì chúng ta ở đây là các em thấy cái dây dọi không? Người ta sẽ cột ở một cái đầu, một cái vật nặng ở đây và có một cái dây đây, người ta thả xuống, đây các em thấy không? Người ta sẽ thả cái dây dọi này xuống để người ta canh cái dây dọi này, cái hình ảnh dây dọi này là biểu thị một cái đường thẳng A nào đó. Chúng ta coi mặt phẳng nền hoặc là mặt phẳng trong này là một mặt phẳng alpha đó, hay là mặt phẳng B. Đó thì người ta đưa dây dọi này thì cái đường thẳng A này nó sẽ vuông góc với cái mặt nền này này. Và từ nay trở sau, khi mà một cái đường thẳng mà vuông góc một mặt phẳng này thì nó sẽ vuông góc với tất cả các đường nằm trong mặt phẳng này các em nhé. Đấy. Được chưa nào? Rồi ok, chúng ta có thể trả lời ở phần câu hỏi, phần khởi động này. Thì cái đường thẳng vuông góc với mặt phẳng khi đường thẳng đó vuông góc với mọi đường thẳng thuộc mặt phẳng. Giống như lại ta đã nói. Ví dụ cái đường thẳng A vuông góc với mặt phẳng B đi. Khi nào? Khi đường thẳng A này này nó sẽ vuông góc với tất cả các cái đường thẳng nó nằm ở trong B. Ta hình dung cái này, ví dụ chúng ta có một cái mặt phẳng B, đúng không nào? Ở đây chúng ta có một đường thẳng A đi. Nếu A này vuông góc với B, nghĩa là A này sẽ vuông góc với tất cả các đường thẳng mà nằm trong B này. Ta hiểu như thế nha. Rồi ok, chúng ta ở trong cái bài này nó gồm có 3 phần em, 1 2 3 và nội dung kiến thức của nó thì thấy khá là nhiều. Nên mỗi phần thầy sẽ quay một clip em nha. Phần 1 một clip, phần 2 một clip và phần 3 một clip. Thầy chia ra như vậy để quay, để cho nó vừa đảm bảo và vừa chúng ta xem nó cũng không bị chán. Chứ mà quay hết cái bài này trong một clip thì nó xem chán lắm, tại vì rất là dài. Nguyên tắc mà xem trước màn hình TV hoặc điện thoại, máy tính mà dài quá thì người ta sẽ chán và đau đầu nghe. Rồi cả thầy cũng vậy. Rồi bây giờ chúng ta sẽ đi sang phần 1, đó chính là đường thẳng vuông góc với mặt phẳng. Ok. Bây giờ chúng ta sẽ đi sang ở cái hoạt động 1 em nha. Người ta yêu cầu như đây. Thả một dây dọi AO. Đây, em thấy AO là biểu thị hình ảnh của dây dọi á. Chạm sàn nhà tại điểm O. Tại điểm O. Kẻ một đường thẳng XOY bất kỳ trên sàn nhà. Đây. Cái đường thẳng XOY, nghĩa là cái đường thẳng XY này phải đi qua điểm O đấy. Dùng OK kiểm tra xem AO có vuông góc với XOY không. Thì OK đúng không? Để cho thầy lấy OK. Nếu mà dùng OK mà là bình thường ấy, đây cho các em nhìn này, đấy, thấy không? Đó, vuông góc không? Thằng này với thằng này các em thấy song song này, song song, thì chắc chắn thằng này vuông góc với thằng này thì chắc chắn nó sẽ vuông góc với thằng này, đúng không? Trên hình ảnh của thằng hình học không gian ấy thì nó không biểu thị rõ cái việc mà hình ảnh nó vuông góc. Rõ ràng giống như thế này em, được không nào? Đấy. Như vậy ở đây là có này. Nếu nhận xét về góc giữa dây dọi và đường thẳng bất kỳ trong sàn nhà, như vậy góc giữa dây dọi và một đường thẳng bất kỳ trong sàn nhà là một góc gì? Là một góc vuông em. Bất kỳ nghĩa là cái dây dọi này nó sẽ khi mà nó vuông góc với mặt phẳng này thì nó sẽ vuông góc với tất cả các đường thẳng nó nằm ở trong cái mặt phẳng này. Giống thầy như vậy. Rồi ok. Ở đây thầy có câu trả lời cho em này. Chúng ta ghi chép luôn nha. Được chưa? Rồi chúng ta sẽ đi sang phần định nghĩa. Phần hình thì phải in ra. Có những cái thầy chắc chắn sẽ giải ở trong giống như ở bài 1 vậy. Có những cái bắt buộc thầy phải giải chi tiết. Nhưng cũng có những cái thầy đưa ra để nó tiết kiệm thời gian. Thầy khỏi cần phải ghi.
ghi chữ thầy nó xấu mà nó lại mất thời gian của thầy và các em. Ta sẽ đi sang ở phần định nghĩa các em. Đường thẳng D gọi là vuông góc mặt phẳng alpha nếu nó vuông góc với mọi đường thẳng A nằm trong alpha, ký hiệu là D vuông góc với mặt phẳng alpha. Ta ghi thầy phần này vô và vẽ thầy cái hình này vô. Được nào? Đường thẳng D gọi là vuông góc mặt phẳng alpha nếu nếu D này nó vuông góc với mọi cái đường thẳng A. Mọi nghĩa là nhiều á, chứ không phải là một. Em hiểu không? Mọi đường thẳng A. Mọi là nhiều em nhé. Mọi đường thẳng A nằm trong alpha thì khi đó D sẽ vuông góc alpha và ký hiệu như thế này. Thầy đề nghị chúng ta ghi thầy định nghĩa và vẽ thầy cái hình này vô. Ở đây chúng ta sẽ đi sang ở phần ví dụ 1. Cho biết cột của trụ gôn của một sân bóng đá là đường thẳng D vuông góc với mặt sân. Đúng không? Tìm góc giữa D và một đường thẳng A kẻ trên mặt sân. Đây. Cầu môn thì rất là nó, nếu mà nói bằng các bạn nam á thì ai cũng cũng đam mê cái trò này, có cả thầy nha. Thầy từ xưa tới giờ và thậm chí tới bây giờ là thầy rất là mê đá bóng nha. Nha. Đấy. Như vậy thì ở đây thì người ta đã giải này. Đấy. Góc giữa D và A là bằng 90 độ này. Vuông ha. Bây giờ thầy người ta đã giải rồi mà rất là ngắn, cũng có những vấn đề gì mà quan trọng cả. Chúng ta sẽ đi sang ở cái hoạt động 2 này. Rồi bây giờ chúng ta đi sang hoạt động 2 các em. Cho đường thẳng D vuông góc với hai đường thẳng cắt nhau. À, D này, các em thấy không? Vuông góc với hai đường thẳng A và B, nghĩa là ở đây là D sẽ vuông góc với A và D này sẽ vuông góc với B đấy. Chúng ta phải viết ký hiệu ra để chúng ta thấy trong mặt phẳng B. Nghĩa là D này sẽ vuông góc với A và vuông góc với B ở đây, thấy chưa? Xét một đường thẳng C bất kỳ. C này bất kỳ là nằm ở trong thuộc mặt phẳng B này nha. Và đặc biệt là thằng này nó không song song với A cũng không song song với B. Rồi O là giao điểm giữa D và B. D đây này, thấy không? B đây, giao điểm, đây chính là O nằm ở đây. Như vậy trong B vị ba đường thẳng A phẩy, B phẩy, C phẩy lần lượt song song với ABC. Đây, A phẩy, C phẩy, B phẩy sao cho là ba thằng này A phẩy thì song song với A, C phẩy thì song song với C và B phẩy song song với B, ý là như vậy. Vẽ một đường thẳng cắt A phẩy, B phẩy, C phẩy lần lượt tại BCD. Đây, một đường thẳng này. Các em thấy, vẽ một đường thẳng nó cắt ở A phẩy tại B, ở C phẩy tại D và ở B phẩy tại C. Trên D lấy hai điểm E và F sao cho O là trung điểm của E và F. O là trung điểm của E và F. Giải thích tại sao hai tam giác CEB. Được rồi. CEB nó lại các em thấy không? CEB không? Sẽ bằng là CFB. Như vậy thì bây giờ nghĩa là bây giờ chúng ta phải xét hai tam giác này. Và hai tam giác này nó bằng nhau theo trường hợp nào? Mà trường hợp này thì chúng ta được học ở chương trình lớp 7 rồi, có thể là cạnh góc cạnh góc, cạnh góc cạnh hoặc là cạnh cạnh cạnh. Thì bây giờ chúng ta phải xét. Em nhìn thầy sẽ chỉ cho em xem này. Em nhìn trên hình nha. Như vậy thì ở đây chúng ta, người ta đã cho em là gì? Có phải D vuông góc với lại A không? D thì vuông góc với lại A. Ok. Mà chúng ta có cái gì nè? Cái anh A phẩy, cái anh A phẩy thì lại như nào so với A? Song song với A. Có đúng không? Có phải không? D thì vuông góc với A mà A phẩy song song với A. Từ đây có phải chúng ta suy ra D này sẽ vuông góc với A phẩy không? Đúng chưa? Thì cái này chúng ta được học ở chương trình lớp 7 rồi. D vuông góc với A mà A phẩy song song với A thì D sẽ vuông góc với A phẩy. Mà D D này mà vuông góc với A phẩy, đúng không? D này vuông góc A phẩy nghĩa là gì? Nghĩa là cái anh EF này sẽ vuông góc với gì? Vuông góc với lại OB. Có phải không? Suy ra EF sẽ vuông góc với lại OB. Thầy nói là này, tại vì EF thì nằm trên D, đúng không? Còn cái anh O với lại B này nằm trên A phẩy. Như vậy D vuông góc với A phẩy thì chứng tỏ EF này sẽ vuông góc với OB. Mà trong khi đó, O này là trung điểm của EF, đúng không? O này là trung điểm của EF, chứng tỏ
OB nó vừa là đường trung tuyến vừa là đường cao nên suy ra cái tam giác EBF là tam giác gì? Từ đây chúng ta suy ra tam giác EBF là tam giác cong tại đâu? Tại B. Nó tam giác cong tại B nên từ đây chúng ta suy ra gì? Suy ra BE sẽ bằng với BF. Hiểu chưa? Hiểu cái chỗ đó chưa? Như vậy chúng ta đã làm được là BE sẽ bằng với BF. Chúng ta làm lập luận tương tự thì chúng ta sẽ suy ra được CF sẽ bằng với CE. Làm tương tự như vậy. Làm tương tự là nghĩa là gì? Nghĩa là ở đây chúng ta có là D này vuông góc với B mà B phẩy lại song song với lại B. Từ đây chúng ta suy ra D này nó sẽ vuông góc với lại B phẩy. Mà D vuông góc với lại B phẩy nghĩa là cái anh EF này sẽ vuông góc với lại là gì? Các em vuông góc với lại là O OC. Nên từ đây chúng ta suy ra cái tam giác ECF cong tại đâu? Cong tại C. Nên từ đây chúng ta sẽ suy ra CE sẽ bằng với CF. Hiểu nào? Như vậy thì bây giờ để mà xét hai tam giác này nó có gì? Đây, nó có thằng này là một này, BE thì bằng BF, cái này là hai này, CE bằng CF. Và đồng thời chúng ta có cái gì chung? BC là cạnh chung. BC là cạnh chung. BC là cạnh chung là 3. Như vậy đủ yếu tố cho 1 2 3 như vậy hai tam giác bằng nhau thì trường hợp đó chính là cạnh 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 xong. Đây BE bằng BF, CE bằng CF và BC là cạnh chung. Chúng ta xét hai tam giác này là có 3 điều này thì chúng ta kết luận hai tam giác này sẽ bằng nhau thì trường hợp là cạnh cạnh cạnh. Hiểu chưa? Ok. Em lưu ý là trong cái tam giác thì cái một tam giác bất kỳ mà có đường trung tuyến vừa đường cao vừa đường trung trục vừa đường đường phân giác thì nó chỉ có thể là tam giác cong hoặc tam giác đều thôi. Được nào? Như vậy thì ở đây chúng ta phải suy ra tam giác cong trước, tại vì nếu một tam giác cong mà có một góc 60 độ thì chúng ta không suy ra tam giác đều. Như vậy đầu tiên chúng ta sẽ chỉ ra nó là tam giác cong, mà tam giác cong thì hai cạnh bên của nó sẽ bằng nhau. Nhớ là như vậy nên ta mới suy ra được ở vị trí số 1 và vị trí số 2 ở đây. Cái này thì liên quan tới chương trình lớp 7 và lớp 8 em nha, đặc biệt ở chương trình lớp 7. Tiếp tục ở câu B. Câu A xong rồi nha. Có nhận xét gì về tam giác DEF? Đó rồi. DEF. Cái này tam giác DEF không? Như vậy tại vì chúng ta đã suy ra hai tam giác này đã bằng nhau. Nghĩa là tam giác CEB và tam giác CFB bằng nhau. Nên chúng ta cũng suy ra được cái gì các em? Hả? Chúng ta cũng suy ra được cái điều gì? Suy ra được điều gì các em? Các em thấy ở đây là CEB. CEB ở đây nó có là ED thấy không? Còn CFB ở đây là có là DF đúng không? DE thì DF. Hai tam giác này bằng nhau nên từ đây chúng ta sẽ suy ra DE. DE sẽ bằng với DF. Đúng không? Đúng không? Như vậy thì khi mà DE bằng DF thì suy ra cái tam giác DEF cong tại đâu? Cong tại D. Cong tại D. Nó sẽ cong tại D. Đấy, cong tại D. Như vậy thì mà cái anh DO này là đường là gì? Là đường trung tuyến. DO này là đường trung tuyến nên từ đây chúng ta cũng sẽ suy ra DO nó cũng sẽ là đường cao. Chứng tỏ DO này nó sẽ vuông góc với lại E. FE. EF hay FE gì cũng vậy thôi. Các em hiểu không nào? Đấy. Nên từ đây chúng ta sẽ suy ra là gì? Cái anh đường thẳng D này sẽ vuông góc với lại C phẩy. Mà cái anh C phẩy ấy, lại song song với lại lại C. Từ đây chúng ta suy ra D này sẽ vuông góc với C. Hiểu chưa? Đó. Tại vì C phẩy này là song song với C. Các em hiểu không nào? Rất là dễ hiểu không? Như vậy thì từ đó suy ra góc D và C vuông góc thì nó sẽ bằng là bao nhiêu độ? Bằng 90 độ, đúng không? Rồi, bây giờ ở hoạt động 2. Thầy thì đã giải cho em rồi, chứ không phải chưa giải, nhưng mà thầy giảng xong xuôi rồi thì bây giờ thầy cũng đưa ra cái bài chi tiết cho các em này. Ở cái câu A kia. Câu A này, chúng ta làm như này nha, trình bày bằng ký hiệu này. Cái chỗ này là song song em nha, A phải song song với A này. Đây là ký hiệu song song. Suy ra đây. Tam giác EBF có này. Mà O là trung điểm EF suy ra tam giác cong tại B. Suy ra này. Ta thể ký hiệu đây là một cũng được. Ta làm tương tự. Ta bấm trong màn hình lại để em ghi chép nhé. Ta làm tương tự đối với anh B.
ta suy ra đây chúng ta ký hiệu đây là 2. Xét cái tam giác này có đây, do đó đây xong nha. Rồi chúng ta sẽ đi sang ở câu B. Ở câu B đi các em. Đó. Từ cái này vuông góc thì chúng ta suy ra C phẩy sẽ vuông góc với lại D, mà C phẩy là song song với C, từ đó chúng ta suy ra D sẽ vuông góc với C, nên là nó đã vuông góc nên cái góc tạo bởi giữa hai đường thẳng này sẽ bằng là 90 độ. Được chưa? Bây giờ chúng ta sẽ đi sang ở phần định lý 1 em nha, định lý 1. Ta có định lý 1 này. Nếu đường thẳng D vuông góc với hai đường thẳng cắt nhau A và B cùng nằm trong mặt phẳng alpha thì D sẽ vuông góc với alpha. Ta hình dung như này. Đây. Cái hình vẽ minh họa này. Ở đây là mặt phẳng alpha. Trong đây ta có hai đường thẳng A và B nó cắt nhau. Và ở đây ta có một cái đường thẳng D. Và D này chúng ta phải là vuông góc với lại A, và D này cũng sẽ vuông góc với lại B. Và hai đường thẳng AB này cắt nhau tại một điểm nào đó. Ví dụ đây là điểm O đây. Thì khi đó từ đây chúng ta suy ra D này sẽ vuông góc với lại là alpha. Nhớ không thể như vậy. Cái hình ảnh minh họa. Nên khi chúng ta học định lý thì trong đầu chúng ta phải hình dung ra được cái hình nó như thế nào thì nó mới thuộc được cái định lý em. Chứ chúng ta học như cũng vậy. Nếu đường thẳng D vuông góc với hai đường thẳng gì đó. Cái học trước cái quên sau em. Em không nhớ. Em không nhớ được. Nên chúng ta phải học và chúng ta phải hình dung được trong cái đầu mình cái hình như thế nào mà từ đó chúng ta suy ra được. Được chưa? Ta đi sang trang 58 nha. Ta đi sang ở ví dụ 2 này. Cho hình chóp SABCD. Ở đây là cái đấy là hình thoi. Hình thoi thì hai đường chéo nó sẽ vuông góc với nhau. Bốn cạnh của nó sẽ bằng nhau. Phải không? Rồi, chúng ta cứ nắm các tính chất hình thoi là được, cái tâm O. Ở đây người ta đã cho các em là SA bằng SC, SB bằng SD. Cho IK lần lượt là trung điểm. Cứ nhớ trung điểm là trong đầu chúng ta phải nhớ tới tính chất đường trung bình cái đã. Song song và bằng 1/2, nhớ thành như vậy. Của các cạnh AB và BC chứng minh rằng SO vuông góc mặt phẳng này. Để chứng minh SO mà vuông góc với một mặt phẳng thì em hãy chứng minh giùm thầy SO này nó sẽ vuông góc với hai cái đường thẳng nào đó nằm trong mặt phẳng này. Nó nằm trong mặt phẳng này có hai đường thẳng đó, và hai đường thẳng này nó sẽ cắt nhau tại một điểm. Ta hiểu nè. Rồi. Ok. Thì ở đây này. Hình thoi thì trong quá trình vẽ thì chúng ta cũng sẽ vẽ là hình bình hành. Tại vì ABCD chúng ta là hình thoi. Thầy đã nói rồi, hình thoi thì hai đường chéo nó sẽ vuông góc với nhau. Có đúng không? Rồi. Vuông góc tại đâu? Tại trung điểm O. Rồi. Mà cái tam giác S A, C là tam giác gì? Đây. Chúng ta có SA bằng SC này. SA thì bằng SC nên tam giác SAC là sẽ là tam giác cong tại S. Mà O là trung điểm nên là SO nó sẽ là đường trung tuyến, cũng chính là đường cao. Từ đó chúng ta suy ra SO này sẽ vuông góc với lại AC. Hiểu không? Tương tự như vậy, tại vì trên đây nó giải hơi nhanh này, hơi tắt này. Tương tự như vậy, chúng ta có SB sẽ bằng SD. Nên tam giác SBD sẽ là tam giác cong tại S. O là trung điểm của BD. Nên từ đó chúng ta suy ra SO này nó là đường trung tuyến cũng vừa là đường cao, nên SO này sẽ vuông góc với lại BD. Mà chúng ta có AC và BD cắt nhau tại điểm O, nên từ đó chúng ta, tại vì hồi nãy ở đây thầy nói rồi, SO chúng ta là chứng minh được nó vuông góc với AC, và đây là vuông góc với BD. Mà AC BD nằm trong mặt phẳng ABCD, và AC với lại BD giao với nhau là tại đâu? Giao với nhau tại O. Nên từ đó chúng ta suy ra SO sẽ vuông góc mặt phẳng ABCD. Xong. Hiểu chưa? Rồi. Ở đây người ta yêu cầu các em chứng minh IK vuông góc mặt phẳng SBD. Thì cũng tương tự như vậy, chúng ta phải tìm được cái anh IK này này, phải vuông góc với hai cái đường thẳng nó nằm trong mặt phẳng này này, và hai đường thẳng đấy phải cắt nhau. Đây, ta có IK thì song song, mà AC vuông góc BD, từ đó chúng ta suy ra cái đầu tiên là IK vuông góc với lại BD này, cái thứ nhất. SO thì vuông góc với mặt phẳng này. Nhớ này, khi một đường thẳng, em nhớ này, thầy nhấn mạnh lại câu này, khi một đường thẳng vuông góc với một mặt phẳng nào đó
thì nó sẽ vuông góc tất cả các đường nằm trong mặt phẳng đó. Thầy lấy ví dụ này, ví dụ SO hồi nãy chúng ta đã chứng minh được nó vuông góc với mặt phẳng ABCD, thì thầy có thể kết luận này, SO này có thể vuông góc với AB này, SO vuông góc với AD này, vuông góc với BC này, vuông góc với CD, vuông góc với AC, vuông góc với lại BD, và thậm chí ở đây là IK, tại vì cái anh IK này nó nằm trong mặt phẳng ABCD nên SO này nó cũng sẽ vuông góc lại IK luôn. Đây, thấy chưa? Từ IK vuông góc với BD và IK vuông góc SO nên nó sẽ vuông góc mặt phẳng này, từ cái này này, từ hai cái điều kiện này này em. Đó. Có nhiều bạn có thể xem sách giải hoặc có thể xem bài giải trên mạng, nhưng mà thậm chí không có ai nói, không có ai hướng dẫn thì nhìn nó giống trên trời rơi xuống em, chúng ta hiểu tại sao nó ra được cái đó. Chứ không thể nói với em cái việc mà mua sách giải đối với em thì ai mua trả được, bỏ ra vài chục nghìn mua được, nhưng quan trọng ta xem có hiểu hay không á. Quan trọng có người thầy để dẫn dắt và hướng dẫn tại sao như thế này, tại sao ra tới kia, thì cái đó mới là quan trọng. Chứ không sách nó không biết nói em, nó không biết nói, giống như kênh thầy Quang cái kiểu thế, hiểu chưa? Rồi bây giờ chúng ta sẽ đi sang ở hoạt động 3. Hoạt động 3 người ta yêu cầu cái này các em. Trong không gian cho điểm O và đường thẳng D, gọi AB là hai đường thẳng phân biệt đi qua O và vuông góc với D. Vuông góc D, có nhận xét gì vị trí tương đối giữa D và mặt phẳng AB? Mặt phẳng chứa cái đường thẳng AB á, thì chúng ta dựa vào ở phần 1 á, cái định lý 1 em, ta có D thì vuông góc với gì? A. D vuông góc với lại B, và A với lại giao với B này thì bằng gì? Bằng chính là điểm O. Tại vì ở đây là hai đường thẳng AB này cắt nhau tại O, mà D này nó vuông góc với hai đường thẳng cắt nhau tại một điểm, thì khi đó D này sẽ vuông góc với mặt phẳng B. Từ đây chỉ ra D này sẽ vuông góc với mặt phẳng B, hay nói cách khác là D này vuông góc mặt phẳng B đó. Tại vì mặt phẳng B này nó chứa A và B, hiểu chưa? Tiếp tục, trong không gian cho điểm O và mặt phẳng B, gọi Q và R là hai mặt phẳng đi qua O. Đây, Q và R đi qua O này, và lần lượt vuông góc với hai đường thẳng cắt nhau AB nằm trong B. Có nhận xét gì về vị trí tương đối giữa B và giao tuyến D của Q và R? Như vậy thì cái giao tuyến D đây, giao tuyến D đây như thế nào so với B em? D này chắc chắn sẽ vuông góc với B này. Tại sao? Tại vì nghe thầy giải thích này, cái anh Q này thì vuông góc với lại A, cái đúng A này thì nghĩa là vuông góc mặt phẳng Q, mà cái anh D này là giao tuyến của Q, chứng tỏ D này nó phải nằm ở trong Q, thì chứng tỏ D sẽ vuông góc với A. Tương tự như vậy, D này sẽ vuông góc với B, ta lập luận tương tự giống như mặt phẳng Q và mặt phẳng R, mà A với B này cách nhau tại một điểm, thì chứng tỏ D này sẽ vuông góc mặt phẳng nó chứa A và B, và mặt phẳng chứa A và B đó chính là mặt phẳng B, nên là D này sẽ vuông góc với mặt phẳng B. Xong vậy thôi, hiểu không? Đây bài giải chi tiết cho các em này, các em yên tâm đi, thầy sẽ giảng cực kỳ chi tiết, sau đó thầy mình đưa ra cái đáp án chi tiết cho các em, chứ không phải đùng đùng cái đưa ra thì các em lại trách móc thầy các kiểu ha, được chưa nào? Tiếp tục nha, chúng ta sẽ xong chưa, khi thầy đưa ra chúng ta ghi chép như thầy nha. Bây giờ chúng ta sẽ đi sang phần định lý 2 nha. Nội dung của cái bài này rất là dài em ạ, cực kỳ dài luôn nha, cực kỳ dài. Nội dung của định lý 2 hay là phần định lý 2 này chắc quay trong clip sau đi, giờ 24 phút rồi. Định lý 1, nếu mà thầy quay định lý 2 và làm cho các em ở phần thực hành 1 và phần vận dụng bên đây nữa, nó phải bay lên phải 4 đến 50 phút á, thầy nghĩ đấy. Cứ vào trong kênh thì sẽ có từ A tới Z nha em nha. Như vậy thì phần nội dung định lý 2 và cái phần thực hành vận dụng các kiểu chúng ta đọc trước và làm trước cho thầy. Vào tối mai thầy sẽ up cho các em clip về phần này. Chúc em học tốt. Bye bye. Ok nha. Rồi, xin chào các em. Các em ủng hộ cái kênh thầy Quang với thầy nha. Và đây là cái clip nấu ăn của cô Ngọ. Ok. Đẹp luôn.